Chào các bạn nha. Hôm nay mình mới làm được một con diều đại bàng mới làm xong thôi, dài có phải là 1m6, ngang 1m3. Hôm nay mình đem đi thả thôi, thử rồi lên không. Này gió yếu quá. Kìa, một con đại bàng đã thả lên rồi. Tiếp một con đại bàng nữa. Nên mình đem diều đại bàng nâu của mình thả thử nha. Rồi, bắt đầu mình thả thôi nha. Sợ. Căng quá. Chịu lên rồi. Hả? Lên luôn. Cái mọc lên luôn, quá nhẹ, gió ít mà lên ngọt luôn, yếu gió mà lên ngon ghê. Lớn quá mà. Ừ, có gió muốn nhào. Điều này là không có văng nha. Không có văng. Bay cao ghê. Đó, nhỏ xíu luôn các bạn. Bay đầm ghê. Quá đầm. Gió hiu hiu thả ngon. Diều này gió lớn quá thả không được. Gió nhẹ thả được. Lên thiệt đầm.
gió thả nhiều nhiêu đá luôn ha. Ừ. Đầm dưới chứ ru đầm ghê không? Hả? Mới thấy nhiều bay không? Gió yếu đầm ghê. Ý, lên ngọt luôn. Nước dữ không? Đầm mình thử coi nó không nó nhiều gió này lên lên nhớ